Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm trước chúng ta đã dừng lại ở cái chỗ này, cái chỗ là phân tích đánh giá thuật toán. Chúng ta đang làm rõ một cái ví dụ, thì tôi nói lại một chút nữa. Tức là bây giờ khi chúng ta học bài bản hơn về thuật toán, thì chúng ta phải có cái chuyện là phân tích xem thuật toán như vậy là nó tối ưu hay là không. Thì một trong những cái bước phân tích mà hay dùng nhất, tức là chúng ta phải tính toán được cái thời gian chạy. Thật là có hai cái tham số, một là cái thời gian chạy, hai là cái không gian lưu trữ dùng cho thuật toán đó. Thì không gian lưu trữ chúng ta ít để ý hơn và nó dễ tính hơn. Còn cái thuật toán có cái việc tính thời gian chạy thì mới là khó. Như vậy là trong thuật toán toán trước thì bao giờ nó có các cái thông số đầu vào x, n như này, và chúng ta có cái thuật toán và nó có cái đầu ra. Thì cái đầu vào này thì khi mô tả cái đầu vào, người ta mô tả là n cái tham số đầu vào, thường là một cái dãy số hay là một cái ma trận cái gì đó. Thì khi chúng ta phân tích đánh giá thuật toán thì chúng ta phải tính cái thời gian n này, nó sẽ là một cái hàm số đối với n đó. Chúng ta phải tính thời gian đó, thì khi tính thời gian tn mà chính xác được ấy, thì nó cho phép chúng ta được đánh giá chính xác thuật toán, chứ không phải đánh giá bằng cái thời gian chúng ta thông qua cái test. Nó không phải như vậy, mà nó là thật ra cái thông qua test nó cũng đúng. Thì chúng ta đi thi đấy, khi các bạn đi thi xin giỏi thì người ta thường trong cái bài toán và người ta sinh ra các cái bộ test 1, test 2 về sinh ra của n cái test và cho chúng ta làm và để kiểm tra xem là nhanh hay là chậm, đúng hay là sai. Thì cũng đúng, cái này cũng là một cách làm. Người ta gọi cái này là chỉ là cái nó gọi là kiểm thử đấy. Kiểm thử nhé, là cái vai trò của khi mà chúng ta đi thi thì người ta cho các cái dữ liệu đầu vào để chúng ta để kiểm thử xem là trình của chúng ta có đúng hay không. Đấy. Tuy nhiên thì cách này nó chỉ là một cách mà không phải là bài bản. Mà bài bản là phải gì? Bài bản là một là phải tính được thời gian chính xác. Tính thời gian tn chính xác bằng toán học. Đó. Nếu chúng mình được là tn mà ngắn mà đủ nhỏ thì bây giờ nó là tối ưu. Còn thông qua cái test này thì có thể có test đúng, có thể có test nhanh, có test chậm, nhưng nó tùy thuộc vào cái cụ thể của cái test đó, nó không phải là đại diện cho toàn bộ tất cả cái đầu vào. Như tôi nói rồi là mỗi một cái bộ đầu vào này thì người ta gọi nó là một cái thể hiện của cái bài toán của chúng ta. Thì cái việc mà tạo test này nó chỉ là sinh ra các cái thể hiện cụ thể, chứ nó không phải tất cả. Còn thời gian này là nó tính với mọi dữ liệu đầu vào thì nó mới là đúng, thì mới là chính xác. Thì chúng ta mà khi mà chúng ta mà khi chúng ta tính toán bằng toán học ấy, nó ra được như vậy thì nó mới là chính xác. Như vậy là dùng cách tính bằng toán học để tính cái thời gian tn này là chính xác, được chưa? Nó mới là cái còn cái thứ hai nữa, muốn chứng minh đúng thì ta sẽ phải chứng minh được là thuật toán đúng. Chúng mình này cũng vậy, không phải chỉ là thông qua các test này là đúng không phải, mà chúng ta phải chứng minh bằng toán học. Đấy, chứng minh bằng toán học thì nó mới đúng. Vậy cả hai cái này đều phải học rất là bài bản. Đấy, là chú ý nhé. Em vừa thấy là phần 1 là tính cái gì đấy ạ? Tính thời gian chạy của thuật toán. Nó vừa và thì suy ra làm thì suy ra gì nữa? Suy ra thì mà kéo theo vậy ạ? Kéo theo mà là ở đây ý muốn nói là nó phải đúng tính toán được với mọi bộ dữ liệu. Nên không phải kéo theo, mà đây tôi chỉ mô tả là khi mà tính này là tính đúng, nó sẽ đúng với mọi dữ liệu, chứ không phải chỉ đúng với một vài ba cái test, được chưa? Thì tính thời gian mà đúng ấy thì nó sẽ đúng với mọi bộ dữ liệu đầu vào, được chưa? Đó. Và cái thứ hai là chứng minh, là tôi sẽ nói. Rồi thì bây giờ tôi quay lại cái bài toán là cái thuật toán sắp xếp chèn hôm trước nhé, chúng ta
chúng ta cùng nhau. Hôm trước tôi tính ở chỗ này đây này, nè, chúng ta nhớ lại nhé. Phần toán này là như này, vì tôi sẽ viết dạng là pseudocode là như này nhé, vậy là insertion, insertion sort cho dãy A mà dãy N là cái độ dài của cái dãy đó. Thì trước tôi làm rồi, tôi làm như sau, tôi làm cho cái vòng lặp for i từ 2 đến n. Với y như vậy, chúng ta sẽ làm như sau. À, chúng ta nhớ lại phần hôm trước nhé. Nó cũng đơn giản thôi. Thì chúng ta đặt g bằng y và chúng ta lùi lại, từ y ta lùi lại trở về trước. Mà ta chèn cái phần tử AI đó vào vị trí đúng và phần tử trước đó. Như vậy là OI G lớn hơn 1 and AG nhỏ hơn AG chỉ 1. Thì ta sẽ, nếu như này, nếu mà AG nhỏ hơn AG chỉ 1, tức là AG đứng không đúng vị trí của nó, chúng ta sẽ chuyển lên, ta sẽ đổi chỗ. Đổi chỗ. Chỗ AG và AG chỉ 1, ta giảm y đi, giảm g đi 1, lại về bên về bên trái nhé. Đấy. Và khi mà chuyển về xong thì là xong. Nhưng mà đây chính là cái thuật toán của chúng ta, được chưa? Đó. Thì các bạn chú ý là cái này làm ý tưởng, có ý tưởng của nó là rất đơn giản thôi. Chúng ta có một cái dãy A1, A2, vân, ví dụ như là A, y chỉ 1, AI, vân vân, và AN. Thì y chạy từ 2 đến N, bắt đầu y là 2 đây. So sánh A2 với A1, A2 nhỏ hơn 1 thì chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ, à, lớn A1 thì thôi. Có tổng quát thì AI đây. Chúng ta so sánh AI với AI chỉ 1, nếu nhỏ hơn chúng ta đổi chỗ. Và đổi chỗ cho đến khi nào mà hết thì thôi. Khi đến khi nào mà AI lớn số đọc xong thì thôi, ta dừng lại. Xong lần đổi chỗ như vậy thì cái dãy này, cái phần tử vị trí này là sẽ đúng này, đây là đúng này, đây là đúng, sẽ đúng. Và y chạy từ g 2 đến n là xong. Đấy. Như vậy là cái toán chèn là gì, là nó mang ra chèn lần lượt các số a 2 a 3 a n vào vị trí đúng trong các phần tử trước đó. Chính người ta gọi đó là toán chèn, sắp xếp chèn. Toán này rất hay, là chúng ta làm trước, chúng ta đã tính thử các cái thời gian. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp sang cái khái niệm về tiếp theo của hôm nay nhé. Tức là chúng ta tính được n rồi, tn rồi. Thì tn này nó không phải là một số là cố định, mà nó phụ thuộc vào đầu vào nhé. Yeah, nó phụ thuộc vào cái bộ dữ liệu đầu vào, cái bộ dữ liệu đầu vào, là x1, x2, xn đấy. Trên một số bạn trước hỏi tôi đấy, là cùng một thuật toán này thôi nhé. À, với một bộ dữ liệu đầu vào, với một cái bộ x1, x2, xn thì chúng ta xác định được duy nhất cái bộ đầu ra y1, y2, y3, yn. Cái xác định này là duy nhất. Tôi nhắc lại cái thuật toán của chúng ta nhé. Thuật toán của chúng ta là thuật toán xác định. Thì với mỗi đầu vào là phải ra được một đầu ra. Với một bộ dữ liệu đầu vào này thì ta tính được một cái thời gian tn chính xác cho một bộ dữ liệu đầu vào này. Đó. Thì với một bộ dữ liệu đầu vào này thì cái tn nó phải là cố định, không thay đổi. Nhưng mà các bộ dữ liệu đầu vào khác nhau thì không phải. Đây tôi gọi cái đây kiểu là x lớn nhé. Đây. X lớn này, x lớn 1 thì chúng ta có một cái tn này. Với x lớn 2 chúng ta có một cái tn khác. Và nó khác nhau. Cái hai này là nó khác nhau, tùy thuộc vào đầu vào. Đấy, vì chúng ta vẽ một cái đồ thị ra như thế này, đúng không? Đây là thời gian t, đây là các x gì đây. Thì với x này thì nó ra cái này, x này nó ra cái này. Như vậy là các cái dữ liệu nó khác nhau. Ta có thể khác nhau như thế này. Đó, các bạn thấy không đây? Đấy, thì cái đó là cái mà chúng ta chú ý nhé. Thế thì như vậy là một cái với tất cả, đây là với tất cả những cái bộ dữ liệu, các cái gọi là, nó gọi là gì, nó gọi là các thể hiện, gọi là các cái thể hiện của bài toán, thì lại ra một cái tên khác khác nhau, được chưa?
Anh thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa một khái niệm, nó gọi là các trường hợp mô tả nhé. Thì định nghĩa này, với một cái thuật toán chúng ta có khái niệm là các cái trường hợp xấu nhất, trường hợp trung bình, trường hợp tốt nhất. Đấy, thế nào là xấu nhất, thế nào là trung bình, thế nào là tốt nhất thì tôi sẽ mô tả các bạn xem nhé. Thì như vậy là mỗi một cái thuật toán thì chúng ta sẽ tính được cái tn cho rất nhiều cái bộ. Đây là cái bộ x, chỉ là cái bộ dữ liệu các thể hiện của bài toán. Đây là thể hiện t nhé, thì tn nó khác nhau, nó chạy tung tung như này đúng không? Thì ta đo cái đây là chỉ là cái tn ở đây, cái t đây này, tn nhé. Thì trường hợp mà tốt nhất là trường hợp mà cái tn nó là nhỏ nhất. Đây ở cái bộ dữ liệu này thì tn ở đây rất là nhỏ. Còn trường hợp xấu nhất là trường hợp mà với cái bộ dữ liệu này chẳng hạn, thì nó ở đây nó cao nhất. Đấy. Thì đó là bộ, đó là cái thời gian trường hợp mà xấu nhất. Còn ở giữa, cái phần trung bình ở giữa này, đa số trung bình dưới này thì người ta gọi là trung bình. Như vậy đây là trường hợp là xấu, là tốt nhất. Đây là xấu nhất, nhé, đây là trung bình. Đó. Như vậy là với mỗi một thuật toán thì chúng ta không phải cái tn chúng ta không phải là một kiểu kính, và như vậy khi tính cái thời gian tn thì chúng ta sẽ chia ra ba loại là trường hợp là tốt nhất. Tức là gì? Là cái thời gian ít nhất có thể của một cái bộ dữ liệu đầu vào nào đó mà chúng ta biết thời gian tốt nhất có thể của thuật toán này. Hai là cái thời gian mà là xấu nhất có thể, tức là cái thời gian mà tồi nhất có thể, lớn nhất có thể của một cái bộ dữ liệu nào đó. Còn loại thứ ba nữa đây khó hiểu hơn một chút, ý của nó là tất cả những phần trung gian, cái phần ở giữa đấy, một cái khi mô tả thế nào là cái độ phức tạp thời gian của thuật toán là trung bình, khi nào gọi là trung bình, tức là nó đúng, nó đại khái là nó đúng với đa số các trường hợp còn lại, trung bình thì nó nằm ở giữa. Chúng ta chú ý là trung bình này không phải là bằng tốt cộng xấu chia đôi đâu nhé, nó nằm ở khoảng giữa. Thông thường người ta mô tả cái trung bình là cái gì, là tính cái này là cái gì, tính cái này là người ta tính là với trường hợp mà cái bộ dữ liệu đầu vào là ngẫu nhiên, tôi chọn là ngẫu nhiên, tôi tính đó. Như vậy là phức tạp hơn rồi đấy nhé. Như vậy là mà khi mà tính cái thời gian chạy phức tạp thời gian của thuật toán thì về nguyên lý chúng ta phải tính được ba giá trị. Một giá trị là thời gian tốt nhất, cái này tiếng Anh nó gọi là best case. Còn trường hợp là tính thứ hai là tính thì là xấu nhất có thể, tiếng Anh nó gọi là worst case. Còn loại thứ ba là trung bình, là cái khó hiểu hơn cả, nó gọi là average case nhé. Thì cái loại thứ ba này chúng ta hiểu hôm nay, tức là tính cho cái bộ dữ liệu đầu vào là ngẫu nhiên. Như vậy là mỗi một cái tôi kêu cái này là tự nhiên thì là t nhé, đây là x gì nhé, xấu. Còn kêu cái này là tb, trung bình. Đấy. Còn ai biết tiếng Anh thì tôi dùng hay từ là b là best, xấu nhất là worst. Còn trung bình thì kêu là a. Đấy. Có thể kêu tiếng Anh hoặc tiếng Việt nhé, thì các bạn sử dụng. Đây tôi sẽ dùng ở lớp mình, tôi sẽ dùng tiếng Việt nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ quay lại cái bài toán sắp xếp chèn và tôi tính cái thời gian theo ba trường hợp và chúng ta cùng sắp xếp xem là nó khác nhau như thế nào. Và cái buổi hôm trước ấy cho tính theo cái gì, hôm trước cho tính thử một cái đó mà, thì tôi sẽ làm lại cái buổi hôm trước nhé. Tôi làm lại cái tính lại nhé, việc tính lại bát chèn này, tôi viết ở đây cho nó dễ nhé. Rồi thì viết này, đi lại nhé. Đầu vào của chúng ta là input của chúng ta là input là cái một cái dãy A và cái độ dài n. Rồi tôi viết lại cho dễ này, for i bằng 2 to n, được chưa?
nó là g với lại cho các bạn với lại để cho nó tính toán thật cẩn thận nhé. Cho y bằng g y g lớn hơn 1. Y biết lùi vào nhé, ta biết thật chính xác cái cách viết mã giả, chúng ta biết thật chính xác và chúng ta quen cái này nhé, làm dần với tôi, sẽ quen dần đi. Các bạn là cái lớp học đầu tiên ở Việt Nam này mà tôi mà được học cái kia theo cái mã giả này đấy. Còn các nền khác thì họ thường khi mà dạy thì người ta dạy thẳng luôn vào ngôn ngữ, người ta không dạy qua cái mã giả. Nhưng mà học một bài bản về thuật toán là phải học qua cái mã giả này, đổi chỗ g trừ một, cuối cùng là g bằng g trừ một. Chúng ta nhớ lại nhé, đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ tính nào, tính như sau này. Thì tôi chia là 3 trường hợp cho tính cho các bạn cùng tính nhé. Đây, chúng ta sẽ tính cái màn hình này đây. Đây là trường hợp tốt nhất thì như thế nào? Trường hợp trung bình thì như thế nào? Và xấu nhất là như thế nào? Nào, cái này là có thể cùng với tôi nhé. Ở chỗ này này, for y bằng 2 2n thì vẫn luôn nó vẫn là đây, nó vẫn là n trừ 1 lần, tôi đi vào đây để cho tính n trừ 1 lần, mình không bao giờ trường nào nó vẫn là n trừ 1 lần, đúng không nào? Thì vòng là for ngoài luôn là n trừ 1 lần. Được rồi. Tiếp theo này, gán y cho g cái này luôn gán, cho nên luôn luôn là 1 lần, nó sẽ là 1 lần, nó sẽ 1 lần, nó sẽ 1 lần. Được chưa? À, nhưng mà chỗ này là khác này. Đây chỗ này này là khác nhá. Lòng y này là nó không cố định về 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 số lòng lập, nó tùy thuộc vào cái dãy ban đầu. Thì thế nào là tốt nhất? Đây, mình chúng ta cùng nhau cùng so xét nhé. Thế nào là trung bình? Thế nào là xấu nhất? Đây, bây tôi lấy ra chung sau nhé. Trường hợp tốt nhất thì như thế này. Trường hợp tốt nhất là cái trường hợp mà ở đây nó không chạy cả, nó không chạy tí nào luôn. Nó bằng chúng ta đúng là cả thôi luôn. Là gì? Trường hợp tốt nhất là cái trường hợp mà dãy chúng ta sắp xếp đúng rồi. Trường hai AI đó là trường hợp tốt nhất. Thì cái AG này nó không bao giờ nó không bao giờ nhỏ cái này. Cho nên ở đây nó chỉ là đúng một lần thôi. Và cái chỗ này nó không chạy, cái đổ chỗ nó không có. Không được xảy ra cả. Cho nên là trường hợp tốt nhất là đây chạy đúng một lần thôi. Bạn nhìn thấy không hiểu không nào? Nhân lại nhé, trường hợp tốt nhất là trường hợp mà dãy của chúng ta là đã tăng dần từ đầu rồi, tăng dần, cho nên là với mũi AI này thì cái này nó không xảy ra, cái này là sai. Mình xem cái vòng lặp này nó không có, nó luôn dừng lại và hai cái này nó không có, cho nên là nó chỉ kiểm tra đúng lần cái này thôi là xong, dừng lại luôn. Đó, cho nên cả chỗ này này chỉ đúng một lần là nó thực hiện thôi. Đó, thì đó là trường hợp tốt nhất. Các bạn đã hiểu chưa nào? Đấy. Còn trường hợp xấu nhất là trường hợp mà cái xấu nhất, thì tính xấu nhất trước nhé. Xấu nhất trước là trường hợp mà nó ngược trở lại A1 lớn hơn A2 lớn hơn AI lớn hơn AN. Đó. Thì trường hợp đó là trường hợp gì? Là AI nó phải, vì nó xếp hàng xếp sai mà. AI luôn nhỏ AI 1, nó phải chuyển. Như vậy trường này là nó phải chuyển, mỗi AI nó chuyển y trừ 1 lần. Chứ không chuyển tập tính đấy. Như vậy trường này là, chỗ này là lặp này là nó xuất hiện là y trừ 1 lần luôn. Chính là không chuyển tập tính, là tập tính cái này, y trừ 1 lần. Vì là mỗi AI như vậy, AI nó sẽ chuyển dần, chuyển từ đây về đây này, chuyển đến đây thì dừng lại. Và chuyển như vậy là chuyển đúng y trừ 1 lần. Cho nên là chỗ này nó là y trừ 1. Đó. Và ở đây nó sẽ là 3. Chỗ này nó sẽ là 3 lần. Y trừ 1 lần luôn. Và đổi chỗ luôn. Và cái này chuyển đến đây 1 lần nữa. Đấy. Như vậy cái chỗ này chính cái chỗ mà chúng ta làm đây này. Nhá. Chúng ta làm cộng lại chỗ này là 4 lần. Đó. Như vậy là cái xấu nhất đây này chính là cái tính toán hôm trước ta làm. Chúng ta tính ra là tn ở chỗ này, tính ra chỗ n ở chỗ này thì chính là bằng 2n bình phương trừ 2, và như lại hôm trước nhé. Thì như vậy là cái hôm trước ta tính là đúng tính với trường hợp là xấu nhất của thời gian. Bây giờ chúng ta tính từ trung bình nào. Trung bình tức là gì? Trung bình là dãy của chúng ta là ngẫu nhiên.
chứ thành nôm na có nghĩa tức là chúng ta hiểu là nó nửa này nửa kia, là nó sắp xếp đều, nó loạn xị ở trên ấy, tức là nó là ngẫu nhiên nhé, ngẫu nhiên. Thì ta hiểu nguyên lý này, này tức là cái dòng y này, dòng y là trường tốt nhất là thiện, là thiện đúng một lần là dừng lại, trường xấu nhất là thiện duy trì một lần thì dừng lại, còn trường trung bình là bằng nửa, bằng là bằng một nửa thế này, mà trường hai tính là như vậy là a gì đâu nó nằm một nửa ở quãng này, thì là nó sắp xỉ với nhau. Trên trường trung bình này ta tính ra đây là đây sẽ là g trừ một chia hai. Và đây ở đây thì vẫn tính đây là ba, đây vẫn tính là ba, đây là một, cộng lại là bốn, được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhau tính nhá. Như vậy là với bài toán này là có ba trường hợp ta tính chính xác theo lý thuyết của thuật toán là như sau. Trường hợp như vậy là trường hợp một là trường hợp tốt nhất, ta tính thử nha, tốt nhất nha. Thì tn này bằng này đây nhá, bằng này, ở đây là n trừ một lần đúng không? Đây một lần bên trong lòng nó là đây là một, còn một là hai, như vậy sẽ bằng là n trừ một nhân với hai, tức là bằng luôn bằng hai n trừ hai đó. Chúng ta thấy không nào? Như vậy là hai n trừ hai, trường hợp mà tốt nhất là như vậy. Trường hợp hai, trường hợp trung bình sẽ là cái này, là cái này. Đấy. Đấy, thì như sau nhé. Thì như sau thì là như này, thì nó là sẽ là như này, nó là như sau. Ta đã chậm một nửa lần thôi, nôm na là cái chỗ này nó chỉ là một nửa cái chỗ này, ta hiểu cách là đơn giản là như vậy, nó là một nửa. Như vậy nó sẽ bằng gì? Như vậy thì là tn này nó sẽ bằng này, nó sẽ bằng nhé, nó sẽ bằng ở đây là n này. Ở chỗ này là n trừ một rồi đây, còn dưới đây này nhé, vậy nó sẽ bằng là đây là n trừ một, n trừ trừ một cộng với tổng này đúng không? Tổng này này là cái tổng chỗ này này, tổng chỗ này thì nó là theo g trừ một trên hai thôi, thì tôi tính cả lên thì tôi tính là như này, là tính sẽ là nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là một, đây là thân ta chỗ này là một lần nữa, như vậy là một cộng với bốn y trừ một tất cả chia hai, ở đây y chạy từ một thì từ hai cho đến n, chỗ này mình đưa ra cái bước này tính sắp xỉ thôi mà. Đấy. Vậy suy ra nó sẽ bằng như sau này, nó sẽ bằng là n trừ một cộng với cái chỗ này, này chỗ này là bằng một phần hai, phần hai cái chỗ này tôi có thể viết lại là gì, viết lại là một cộng với 4k, và đây là k bằng 1 đến n trừ 2, n trừ 1. Vậy nó sẽ bằng tính lại nhé. Đây sẽ bằng là n trừ 1 cộng với 1 phần 2 n trừ 1 cộng cái này cộng với 4 lần nhân với cái tổng này chứ không phải n nhân n trừ 1 chứ. Chúng ta sẽ tính được như sau. Vậy như này nhé, chỗ này nó là 3 phần 2 n, đại khái như vậy thôi, không tôi được tôi tính cho nhé. Chỗ này là chỗ này sẽ bằng này, chỗ này là bằng 3 phần 2 n trừ 1 cộng với 2 lần n trừ 1, thì nó sẽ bằng cộng lại nhé, nên sẽ bằng là 2n bình phương, ở đây là trừ trừ 2n cộng với 3 phần 2n là chúng ta sẽ bằng là trừ đi 1 phần 2n, và đây là trừ đi 3 phần 2. Đấy. Như vậy là ta có đáp số lại nhé, với lại là 2n bình phương trừ 1 phần 2 n trừ 3 phần 2. Đó. Đây là trường hợp trung bình. Đấy. Được chưa? Còn trường hợp xấu nhất ta biết rồi. Trường hợp xấu nhất là 3 là trường hợp xấu nhất. 3 là đây là trường hợp xấu nhất. Ta tính được là xấu nhất nhé. Thì là tn bằng, ta tính từ trước rồi, bằng 2 n bình phương trừ 2.
Đấy, các bạn thấy như vậy là không phải là cái TN, nó không phải là một số cố định, nó là một số, người ta cũng rất nhiều thời gian là có bao nhiêu cái thể hiện, bao nhiêu cái test thì nó cũng bao nhiêu cái test ban đầu thì nó cũng bấy nhiêu cái công thức, cái chỉ số của TN. Thì các bạn thấy là nó không phải là một số cố định, nhưng mà người ta quan trọng, người ta tính là cái xấp xỉ của nó khi n tính ra vô cùng là cái quan trọng. Đấy. Còn cái cái cụ thể tỉ mỉ chúng ta không tính, và người ta quy về khi mô tả một thuật toán, người ta tính ba trường hợp là hay dùng nhất. Nhưng mà khi mô tả một thuật toán nhé, mô tả một toán nào đó thì chúng ta sẽ phải kể cái bảng như thế này và chúng ta sẽ tính nhé. Đây, chúng ta sẽ kể một cái bảng, kể cái bảng tính nhé. Đây là tốt nhất, đây là trung bình và đây là xấu nhất. Bài của chúng ta nhé, bài của chúng ta đã tính thử này. Bên bài của chúng ta đã tính là với tốt nhất thì là đây là 2n trừ 2, tôi tính rồi, 2n trừ 2. Trường hợp trung bình là 2n bình phương trừ 1/2n trừ 3/2. Đây là trường hợp mà giả sử các dãy số là phân bổ đều, phân bổ ngẫu nhiên trên trên tất cả mọi vị trí. Còn tốt nhất, trường xấu nhất là khi mà phần mềm phải chạy nhiều nhất các cái phép toán thì nó là 2n bình phương trừ 2. Chưa? Em thưa thầy, em hỏi đi ạ. Ừ, em hỏi đi. Ừ. Vâng, em thấy cái trường hợp mà tốt nhất đi ạ. Nếu mà như theo em hiểu ấy, thì là n trừ n cộng 1 chưa ạ? Chỗ nào? Tốt nhất hay là xấu nhất? Tốt nhất đi ạ. Tốt nhất ạ. Ờ, để mình là n cộng 1. Đâu, ngồi tính lại nào. Vâng. Tốt nhất nhá. Tốt nhất nhá là tất cả là nó có n trừ một vòng, mỗi vòng là nó thiệt cái này là một lần này, tính tính là một đơn vị này, cái này là chỉ là tính một lần thôi, vì chỗ này nó không chạy, mình chạy một lần là nó dừng ngay, cái lệnh oai nó kiểm tra đúng cái vòng, đúng cái là đúng một cái biểu thức logic thôi và nó dừng lại ngay, nhưng mà tính là một lần thôi. Như vậy là mỗi vòng lặp như vậy là thiệt là hai lần, hai lần là hai phép tính thôi, vậy nó sẽ là n trừ một nhân hai là 2n trừ 2. Được chưa? Tại vì là theo theo cái cách tính ở bên trung bình với thời gian trung bình với cả xấu nhất ý, thì em thấy là ở cái vòng for y bằng 2 đến n ý, ạ, là nó cộng chứ không phải là nó nhân. Nhân với nó cộng ạ. À đây, bên dưới nó cộng. Vì ở đây nhá. Vì ở đây là mỗi một cái vòng lặp là nó chạy, nó là vòng lặp, nó là mỗi vòng lặp và chỗ này nó lại đến có vòng ngoài nữa, thì vòng ngoài này nó chạy là từ này lần chứ nó phải cộng dồn lại thì nó mới ra được ở trên này. Còn đây nó không ở đây nó không có, ở đây chạy đúng lần thôi. Còn ở chỗ này vòng lặp ngoài nó không không có ở chỗ này này, là vòng lặp chỗ này là nó không có, chỗ này là không chạy luôn, cũng có cái này thôi, tính là một lệnh thôi. Như vậy là ở trường hợp tốt nhất ý, thì chương trình chỉ có là một vòng for và hai lệnh bên trong. Vậy suy ra là nó là n trừ một nhân với 2 thôi. Đấy, chỉ này chứ không phải ở đây cộng vào vì nó có cho nên cộng vào nhé. Đấy. Nhưng mà ở dưới thì thầy cũng là thầy viết là trung bình thì n trừ một xong cộng với cả cái cụm đấy. Cộng vì là ta phải cộng dồn lại mới ra được, không nó không làm nhân được, chúng ta không thể làm nhân n trừ một nhân với cái này được, mà phải cộng dồn vào thì chính là cộng dồn vào thôi mà. Cái chỗ này này, cái này một trước cũng có người hỏi rồi mà, trước tôi thích rồi, giải thích rồi mà, không hiểu à? Chỗ này không thể viết được, không thể viết được là n trừ một nhân với, không có chuyện đó, vì sao, ta có n trừ một lần, chỉ qua cái này, là n trừ một lần đây, thành cái tổng này, cái mỗi lần trong cái lần nó là cái này. Đây là cái chỗ vòng lặp ngoài này, vòng lặp ngoài nó chạy này. Đấy. Nhá. Mình về xem kỹ lại đi các bạn sẽ hiểu, không quá khó đâu, mình xem kỹ lại đi nhé. Cái mà bây giờ là chúng ta mà chốt lại bây giờ là như thế này. Là như vậy với thuật toán trên của chúng ta là trường hợp tốt nhất là 2n trừ 2, trung bình là 2n bình phương trừ 1/2n trừ 3/2 và xấu nhất là 2n trừ 2 nhé. Thì đa số các thuật toán của chúng ta ấy
cái này các bạn sẽ làm thì đa số chúng ta chỉ cần tính cái này thôi, đa số nhé là xong. Còn cái này ta có thể bỏ qua, bỏ qua cái tốt nhất và trung bình. Chúng ta chỉ cần tính một cái thôi là cái xấu nhất, và cái xấu nhất đó chính là cái xấu nhất đó, cái thời gian xấu nhất đó chính là định nghĩa, chính là cái gọi chính là cái độ phức tạp của thuật toán. Như vậy là độ phức tạp của thuật toán nhé, tính lại này, cái độ phức tạp thuật toán mà chúng ta cần phải tính đấy, mà cái lý thuyết đấy, độ phức tạp của thuật toán nhé, thuật toán chính là bằng cái thời gian chạy trong trường hợp xấu nhất. Rồi. Đó. Các bạn học nữa, các bạn sẽ thấy trong các bài, trong bài tiếp theo ta thấy là tất nhiên là 99% các thuật toán chúng ta cần tính thời gian xấu nhất thôi, nhưng một vài cái thuật toán đặc biệt chúng ta sẽ tính thêm cả cái trung bình nữa, một vài cái thôi. Còn đa số 99% các cái bài chúng ta đã làm sẽ làm và sẽ làm sẽ cần tính cái xấu nhất thôi, trừ ra một vài trường đặc biệt. Đó, các bạn chú ý chỗ này nhé. Rồi, thế thì sau khi tính như vậy rồi thì để làm gì? Thực ra khi mà biết được sau khi tính được rồi thì làm gì nữa? Thì làm sao để biết được là nó là tốt hay là xấu? Thì thông thường khi mà xét cái độ phức tạp của toán ấy, người ta quan tâm nhất là khi n nó tiến đến vô cùng. Còn mình thấy n nhỏ thì nó không có gì. Với n lớn đến vô cùng, tiến đến vô cùng thì nó mới khó, vì nó chạy rất chậm và nó không nhanh được để mà làm. Nếu các bạn thật làm, khi các bạn làm thi sinh giỏi nhé, là chúng ta có cái kết đầu vào và n nó tăng lên. Với n bằng nhỏ thấp thì nó tính dễ, nhưng vì n lớn ấy nó tính rất là chậm. Vì như vậy thuật toán mà làm sao cho thật tối ưu nhất có thể, tức là với n cao nhưng mà nó vẫn chạy được. Ví dụ tôi cho n bằng một thuật toán nhé, tôi cho n bằng 100.000 mà chạy cho 1-2 tiếng thì cũng không sao. Nhưng nó cho n bằng 100.000 mà chạy đến vài ngày thì không được. Thuật toán chạy vài ngày thì rất là khó đợi. Hay là người ta có thể chứng minh là công thức những thuật toán mà phải chạy vài năm, thậm chí chạy hàng thế kỷ cũng không xong thì vô nghĩa, rất là khó. Cho nên cái người làm tin học là người phải cho một thuật toán, cho một cái bài toán thì phải sao tìm được thuật toán cách tốt nhất có thể, làm sao cho thuật toán này có cái tên n mà khi n chạy khá lớn lên thì nó vẫn chạy nhanh được. Đó, thì cái đó là cái mà chúng ta học sau ngày bây giờ, được chưa? Thế bây giờ được rồi, tôi trước khi mà tôi sang cái phần sau ấy, là sang cái phần 1.7 thì ở đây nhé, bây giờ tôi sang phần tiếp theo là cái phần khái niệm là gọi là tiệm cận hàm, tức là một cái khái niệm khi chúng ta tính toán các cái độ phức tạp của toán với n tăng lên vô cùng, mà chúng ta học một khái niệm là ô lớn này, khái niệm omega này, khái niệm là theta này, là những khái niệm dùng để so sánh, các cái thay đổi của thuật toán khác nhau, dùng cái này để ta biết là thuật toán này là tốt hay là không tốt. Đó là phần tiếp theo của buổi hôm nay. Mà trước khi kết thúc, trước khi phần này tôi muốn dừng lại một chút, tôi muốn vì một số bạn có thể hay bảo cho thầy toàn viết lý thuyết không lập trình, thì tôi sẽ cùng gọn tôi lập trình thử nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái bài toán sắp xếp chèn này, và tôi sẽ tính thử cho các bạn xem trên thực tế bằng tính của tôi đấy, xem là khi nào là tốt nhất, khi nào là xấu nhất, khi nào trung bình. Ta tính thử xem là với n tăng lên như vậy thì ta tính là như thế nào. Làm thử trên phần mềm nhé. Đây tôi làm, bây tôi sẽ thử trên Python nhé. Cho đơn giản là tôi làm thử một cái bài mẫu của chúng ta thôi nhé. Đây, tôi làm cái bài như thế này. Các bạn cùng với tôi làm, các bạn có thể chép lại được, các bạn quan sát. Nhận biết tôi làm cái bài toán là sắp xếp chèn. Tôi sẽ thử nhé. Thì bài này như sau này, tôi sẽ đặt cái n của tôi chính là cái số phân tử của dãy đấy. Tôi đặt cứng này và tôi sẽ kiểm tra với n, với tôi cho n bằng nghìn thì như nào, cho n bằng 10.000 thì ra sao nhé. Và mình tôi đặt một cái hằng số để mô tả cái số lớn nhất của dãy số của chúng ta. Mình tôi đặt tên là ví dụ nhé.
mình làm. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ viết luôn cái mà cái thủ tục nhé. Thì đây là thủ tục sắp xếp này. Sửa sọt nhé. Là thủ tục sắp xếp đấy. À nhé. Đầu vào của tôi là dãy A và tôi sẽ sắp xếp cái dãy A đó nhé. Thì chúng ta ấy thế này thôi. N bằng bằng len của A. Đây là for này. For i chạy từ 2 đến n đúng không? In tiếng Anh trong Python này như thế này. Chạy từ 2 đến độ dài của ấy, đến độ dài của dãy độ dài n. Trong Python thì các dãy số nó kiểu từ 0. Cho nên là tôi biết là đúng với n dài thì đây là khi hết khi in range 2n thì nó chạy từ 2 đến n trừ 1, đó chính là chính xác nhé. Rồi bên này g này, g bằng i với lại g bằng g này và y y g ở trong chúng ta 1 thì đây chúng ta để 0 vì cái dãy ở trong Python nó bắt đầu từ 0 nhé. N a g nhỏ hơn a g trừ 1 thì này thì chúng ta đổi chỗ. Lệnh đổi chỗ của trong của Python nó rất là đơn giản như thế này. Bằng g trừ 1 g và g bằng g trừ 1. Đây chính là cái hàm hay là cái thủ tục cho nó dễ đúng không? Thủ tục là sắp xếp dãy A cho trước. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm thử nhé. Bây giờ tôi làm thử như sau, bây giờ tôi kiểm tra đã, bây giờ tôi cần một cái thủ tục để tôi sinh ngẫu nhiên. Tôi viết cái hàm tôi sinh dãy nhé, sinh dãy. Đầu vào là n là tôi sinh ngẫu nhiên cái dãy số. Có chiều dài là n, có số hạng của nó là các số nguyên tính từ 0 cho đến max nhé. Mà này đơn giản lắm, tôi biết mà trong dãy rỗng này, xong tôi for i in range n, tôi bổ sung cái này, cái này dừng lại này nhé. Bây giờ tôi muốn là vì tôi muốn sinh một cách một cái dãy là ngẫu nhiên nhé, ngẫu nhiên để cho nó sinh dãy là ngẫu nhiên thì tôi sẽ phải đưa vào trong máy tính của tôi một cái hàm ngẫu nhiên. Thì hàm ngẫu nhiên đó là tôi phải lấy từ một cái thư viện của Python nhá. Tôi lấy thư viện là cái thư viện là random. Tôi import cái hàm lại đẩy vào tôi sử dụng cái hàm này là hàm sinh những cái số ngẫu nhiên random nhá. Cái hàm random là cái hàm mà sinh ngẫu nhiên một số nguyên từ vị trí từ x đến y, thì cái hàm này nó nằm trong thư viện là random. Đây là cái lệnh để im để đưa vào để tôi dùng được cái hàm này. Phải chú ý a chữ thạo Python nhé. Giờ thì mình tôi dùng cái hàm này đây này append này, append một số này random, đây cái hàm tôi vừa đưa vào đấy. Cái random này là lấy ở đây này, cái đây này nhé. Ren in từ 1 đến max. Được chưa? Và cái hàm này tôi trả lại return. Tức là cái hàm sinh dãy là cái hàm mà dùng để gì? Dùng để sinh ra một cái dãy ngẫu nhiên nhé. Ngẫu nhiên. Được rồi. Thế bây giờ tôi trước mắt tôi làm thử xong đúng là tôi kiểm tra một chút nhé. Đây. N như này rồi này, N như này nhé. Đấy, bây giờ đây tôi xóa lại một tí cho nó dễ nhé. Rồi. Tôi... Em với thầy làm thầy xem lại cái code đây. Cái code phía trên này. Đây. Nhìn rõ chưa?
bài này tôi gửi cho các bạn cái bài này nhé. Bây giờ các bạn quan sát tôi làm đã để tôi đây là cái thủ tục hay là thủ tục mà là để mà sắp xếp mà cái bắt đầu đầu vào dãy A sắp xếp dãy A nhé. Còn đây là thủ tục mà sinh ra cái dãy ngẫu nhiên từ một đến max độ dài là n. Đấy. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ tôi làm thử nhé. Tôi như sau này, đây là chính của tôi đây. Đây là tôi chỉ có hai cái này. Còn chính của tôi là tôi viết là C bằng sinh dãy n. Ở đây là cái lệnh là chạy cái hàm này là C của tôi là sẽ làm cái dãy có n phần tử. N của tôi là n cho trước đây nhé. N là cái này. Tôi có thể copy dưới cho gì nhìn nó dễ nhé. Copy dưới nó dễ đấy. Ở trên nhìn thấy khó, đây tôi để ở đây này, nó dễ nhé. Đấy. Đây này, C nhé, C là cái sinh dãy này. Rồi, thế bây giờ tôi sắp xếp này. Thì muốn sắp xếp cho nó, tôi muốn giữ nguyên cái C, tôi không muốn xóa cái C đi, tôi để như sau. Tôi viết A bằng, vì sao tôi không muốn, tôi sắp trên A thôi, tôi không muốn là, tôi giữ nguyên dãy C, để tôi làm việc khác. Nhé, đó, và bây giờ tôi làm thử này. Để thử nghiệm tôi sẽ để dãy này chỉ là 20 phần tử thôi. Rồi, nha tôi làm này, tôi print cái A ra, đi ra để tôi kiểm tra này. Sau đó tôi sắp xếp này, insertion sort A này. Sau đó tôi print ra cái dòng chữ là dãy. Sau sắp xếp. À, được chưa? Cái này tôi có thể để đây là C này, chúng ta sẽ xóa C nhé. Rồi, để góc là C này, in ra cái dãy sắp xếp A này, nhé. Sau đó là đây đây, chơi thử cho bạn xem nhé, xem nó đúng không đã, chứ có thể kiểm tra ra đúng, xem có ra đúng không đã. Chơi thử nhé, là nắp số này. À, tôi chưa ghi lại. Ghi lại với cái thư của tôi nhé. Đây lớp học của chúng ta đây nhé. Lesson. Hôm nay là 13. Ồ, đâu nhỉ? B3. Đây là B1 mất rồi. Em vừa thấy là nó tạo ra hàng nghìn số. Tôi ghi lại. Đâu rồi, desktop này. Tôi tắt cái này rồi mà. Lesson này. B1, B2, tôi đang để này. Đi sau nhé. Đây là sắp xếp nhé, kiểu là xếp một nhé. Rồi chạy thử đây. Nhưng mà em thấy tảo nào, N1000 tảo nào nó sinh ra 1000 số. Đó, N20 số đâu. Còn đây tùy cho chọn mà. Em thấy thế nhưng mà nhớ có hai số giống nhau thì sao? Không sao cả. Đây này, đấy. Đây là dãy đầu tiên này. Thế thứ hai này, đấy là nó sẽ chọn nhất cho mình, tôi để đây, tôi nhỏ một tí cho nó dễ nhé. Tôi để cái này là 10.000, để cái này là 1.000 thôi. Đấy, đây này, đây sau rồi này, là tăng dần chưa, như vậy là đúng nhé. À, như vậy là toán chúng ta là đúng. Bây giờ tôi bắt đầu làm này, tôi bắt đầu làm mà tôi bắt đầu tôi tính thời gian, và tôi tính luôn trên này, tính luôn 3 cái thời gian là tốt nhất, trung bình và xấu nhất cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ tôi làm như này, tôi sẽ tính với thời gian, ví dụ là đây là 1000 nhé, ở chỗ này nhé. Rồi và tôi làm như sau này, tôi sinh ra cái c được chưa, và tôi làm như sau. Bây giờ các bạn nhìn quan sát tôi làm cẩn thận, tôi làm luôn, bây giờ làm luôn kết quả luôn này. Tôi sẽ tính 3 trường hợp luôn, 3 trường hợp để tôi biết được rằng là trường một là trường hợp tốt nhất,
là gì, là cái dãy của chúng ta ban đầu nó sắp xếp sẵn này, sắp xếp sẵn, trường một là sắp xếp sẵn, trường thứ hai là sắp, là trung bình là đây rồi, trung bình là sẽ là ngẫu nhiên, còn thứ ba là xấu nhất, thứ ba là trường hợp ngược lại là sắp xếp ngược trở lại. Được rồi, thì tôi phải tính trước cái chuyện đó, thì ở trong Python có sẵn cái đó, tôi làm luôn bạn xem nhé. Đây, thực hiện đây là A1 là cái dãy là tôi sẽ sắp xếp sẵn. Tôi sẽ lấy C copy và tôi dùng cái hàm là hàm sort. Thời tôi có cái hàm sort có sẵn. Đấy. Như vậy đối với A1 là trường hợp là tốt nhất. Được. A2 là C copy, nó chính là trường hợp 2 chính là trường hợp trung bình. Trung bình. Vì C là C của tôi là sinh ngẫu nhiên mà. Nhìn này, ngẫu nhiên là random như này. Trường hợp thứ ba là A3 là trường hợp xấu nhất. Là trường hợp như sau, là trường hợp mà sort em C copy, nhưng mà lệnh sort của nó đấy, nó có một cái hàm là nó có một cái biến nhớ là reverse, nó có một cái tham số reverse mà bằng ok khóa là reverse bằng true, thì là nó sẽ ngược trở lại. Đấy. Thì bây giờ tôi làm như sau. Đây này, bây giờ cho mướn bây giờ các bạn đóng lại, tôi thử cho các bạn xem nhé. Xóa đi này. Bây giờ tôi pin thử kia cho bạn kiểm tra thôi. A1 này. A2 này, đúng không? Và print A3. Kiểm tra xem đúng, nó đúng là cái phần của chúng ta mong muốn chưa nhé. Tôi để N đây bằng 10. Nhé, 10 này, chạy thử nhé. À, nhầm. Không phải sort, mà là sorted. Sorted. Vì mới đúng đấy. Chạy thử nhá. Sorted. Thiếu cái gì nhỉ? Reverse. Reverse như đây nó không có cái này. Kiểm tra một chút đi mà. Rồi. Trường 1 là sắp xếp rồi này, nhỏ từ nhỏ đến lớn này, đúng không? Trường 2 là ngẫu nhiên này, trường 3 sắp xếp nó giảm xuống từ lớn đến nhỏ này. Như vậy là đúng rồi đấy. Chúng ta dùng đúng cái hàm sorted rồi. Rồi thế bây giờ tôi bắt đầu làm để cho các bạn xem nhá. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi làm này, tôi đưa demo này của chúng ta này, tôi để cái này là 1000 này nhé. Tôi sẽ tính thời gian thì tôi làm cho từng cái một, thì để tính thời gian tôi sẽ phải dùng cái hàm thời gian của tầng Python, thì tầng Python có rất nhiều hàm để tính thời gian, tôi dùng cái hàm này trong cái thư viện là time mà. Em có thấy là ascending với descending thì viết như nào ạ? Cái gì cơ? Ascending và descending như nào? Viết như nào ạ? Em lên mạng một cha từ điển đi. Mình bận quá, bây giờ đang đang vấn đề nhau xong không để. Chúng ta còn ít thời gian lắm. Rồi, from time import. Vì chúng ta dùng cái hàm này nhé. Hàm là performance counter. Đây là cái hàm gì? Đây là cái hàm nó tính cái độ sung của đồng hồ theo thời gian, tính theo giây. Đấy, thì nó tính cái độ cái thời gian sung đồng hồ sung hiện thời. Nên nó tính cái hàm này, thì chúng ta dùng cái hàm này là tính thời gian là tốt nhất nhé. Thế trong Python nó có hai hàm, một cái hàm là hàm time và hai là hàm performance counter, nhưng mà tôi hay dùng cái hàm performance counter, nó nhanh hơn rất nhiều. Hàm time là cái hàm nó tính thời gian từ đầu thế kỷ đến bây giờ, hơi rất là phức tạp. Hàm performance counter là hay dùng nhất, dùng để tính thời gian chạy của một cái thuật toán nào đó trong máy tính nhé. Thì tôi có thể bỏ không dùng cái hàm time, dùng cái hàm là performance counter. Rồi vào tính nhé, tôi đang lượt tôi chạy và tôi tính để cho các bạn xem nhé. Đây tôi sẽ lượt tôi chạy này nhé. Đây rồi, thì đầu tiên làm như sau này, tính cái T2, thời gian tính T2 này là performance counter, thời gian trước khi chạy này. Sau đó tôi insertion sort này, A1 nhé. Đây là như vậy là thời gian tính cái T1 bằng đấy. Thì đây là với A1 là gì, là chính là cái trường hợp tốt nhất, đúng không nào?
tôi sẽ in được, tôi print ra cái trường hợp đó, print ra như này là tốt nhất, thời gian tốt nhất sẽ là bao nhiêu, đúng không? Phải t2 trừ ở trên là t2 trừ t1. Ở đây tôi viết lại một chút. Ở đây là t1. Ở đây là t1 theo trước khi chạy, sau khi chạy để tính là t2. Được chưa? Đấy, nhưng mà đây là thì thứ nhất là tính lên theo công thức này. Nhất là cái này với a1. Để tôi tính tiếp với a2 a3 luôn ở đây nhé. Với a2, a thì chính là thời gian trung bình. Thời gian trung bình. Copy tiếp. Với a3 thì là thời gian xấu nhất. Mà tôi chạy thử xem như nào nhé. Chạy thử. Đấy, được chưa? Bị sai như nào? À đây đây. Chữ này là a2. Đúng rồi. Nhưng lại chọn xem nhé. Đây là tôi chọn xem nhé. Đây. Chỗ này là tính thời gian tốt nhất đây. Là tôi tính, dùng kia thuật toán sắp xếp chèn áp dụng trên cái dãy đã sắp xếp rồi. A1 sắp xếp rồi ở đây này, đúng không? Và T1, T2 ở đây, tính thời gian nhất là sau khi mà thời gian thì tính đúng cái đó này thôi, không tính chỗ khác. Và khi làm xong tôi tính thời gian nhất là T2 trừ T1. Chỗ này này, ở cái phần này là, cái đoạn thứ hai này là tính với cái thời gian là trung bình là A2. A2 chính là cái này, A2 chính là như C copy này. Và cái chỗ này là A3. A3 tức là thời gian xấu nhất ở đây. Được chưa? Rồi bây giờ chạy thử cho bạn xem nhé. Với N bằng 1000. Xem là thời gian nó khác nhau như nào, ta kiểm tra một tí nhé. Em vừa thấy thầy đã sửa T1, T2 với cái phần dưới này. Đấy. Cái phần thời gian trung bình xấu nhất đây. Sao? Thầy đã sửa chưa? Sửa rồi. Đúng rồi, gì nữa? À rồi. A chữ T1 đây mà, đúng không? Đây, thứ hai chữ T1 đây. Chị thử xem là nó khác nhau như nào nhé. Chị thử đây cho bạn xem. Đây. Thời gian tốt nhất của nó là 0,07 giây. Đây là tính theo giây nhé. Thì trung bình là 0,29 giây. Còn thời gian tốt nhất là, số nhất là 0,45 giây. Tức là gần một nửa giây. Đấy, bạn thêm này. Chị lại lần nữa em ra con số nó khác nhau nhưng mà nó ná giống nhau cả. Nên chị lại đoạn thế thôi. Bạn thấy không? Như vậy là thời gian tốt nhất đây này. Là tốt hơn hẳn so với cái với hai cái này là nó gần giống nhau, nên 0,2 0,48. Như vậy với trường này nhé, thì đối với toán chèn ấy thì thời gian trung bình và thời gian xấu nhất ấy là nó gần giống nhau, còn thời gian tốt nhất ấy là tốt hơn hẳn. Được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta vừa mới làm một ví dụ cụ thể ấy, nhưng mà cũng đồng thời cũng làm luôn trên một cái lập trình cụ thể ở đây tên là Python để tính toán được cái thời gian tốt nhất, trung bình và xấu nhất của một cái bài toán. Toán cụ thể chúng ta lấy toán sắp xếp chèn. Như vậy là một thuật toán chúng ta phải tính cả về mặt lý thuyết, chúng ta phải tính cả ba con số này. Được chưa? Ba con số này. Đấy, thì nó mới đúng là kia đây, ba con số này. Được chưa? Đấy. Tốt nhất, trung bình và xấu nhất. Các bạn có lần các bạn sẽ quay ra vì sao tốt nhất này nó rất tốt, còn hai này nó giống nhau. Đấy, ta sẽ hiểu nhé. Còn bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta hiểu là như vậy, chúng ta hiểu là gì, chúng ta đã thực tiễn đã chứng minh mình luôn là đây. Các bạn có thể test rất là nhiều, sau đó các bạn có thể khi mà test rất nhiều này các bạn thấy trường tốt nhất là thời gian tốt nhất là luôn là tốt, còn thời gian trung bình và thời gian xấu nhất thì nó giống nhau. Mà nói thế thì chưa đủ, nói thế là chưa phải chứng minh về mặt tin học. Nói thế chỉ là thử trên các chung đều gọi là chức năng kiểm thử thôi, thử trên một số lượng lớn các cái đầu vào, các cái test đầu vào. Nhưng mà cái đó chưa phải là một công trình khoa học về mặt tin học. Muốn là khoa học, chúng ta phải làm được cái tính toán này. Đây, làm như tôi làm. Đấy, các bạn thấy không? Em vừa thấy là đấy, yeah. Nhưng mà em chạy chương trình thì nó lại ra số âm thay vì số dương à? Ở đâu?
Thì là cộng trừ sai thôi. Cộng trừ sai thôi này là Ừ, em xem lại cốt à. cái T2 là sau là phải trừ cái trước này. T2 trừ T1 này. Nó mới ra dương chứ. Em để gộp lại nó thành âm ngay nhá. À vâng ạ. Ừ, cộng sai em sai ở đâu đó thôi. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái phần 17 là cái phần cuối cùng của cái em của cái bài thật là chúng ta đang dừng ở bài số 1 là bài khái niệm thuật toán. Nhưng mà cái phần này là phần rất quan trọng. Khi chúng ta đã biết được cái tính toán ETN rồi thì sau đó chúng ta phải biết được thêm cái nữa là gì. Khi mà tính toán được cái hàm là thời gian này rồi thì vấn đề là chúng ta phải làm thế nào để so sánh được chúng khi n ra vô cùng. Em mới thấy là 1.7 là tiếp cận gì ấy à? Tiếp cận hàm nhìn không rõ à? Tiếp rồi cận là ba ký tự đấy là gì à? Xin lỗi, không tiếp cận hàm mà tiệm cận hàm. Chữ tiệm là tiếp cận nhé, đây chữ T là tiệm cận hàm nhé. Tiệm cận hàm không phải tiếp cận. Tiếp cận hàm tức là cái gì? Là mô tả một cái hàm khi ra vô cùng, khi n ra vô cùng. Khi chúng ta vẽ một cái hàm số, cái tn làm thời gian nó nguyện, đầu tiên thấp thấp tăng dần. Vấn đề là khi n tăng em vừa thấy là ba cái ký tự và sau cái phần tiệm cận hàm là gì à? Là o, đây là chữ o, đây là chữ omega, đây là chữ theta, cái phần này. Cái chữ là gần chữ O nhưng có con ngoài ngang ở giữa nhé. Cái này đọc sẽ là O, O này, hay là O này. Cái này đọc là Omega, Omega. Còn cái này, cái ngang ở giữa này, đọc là Theta. Ba tiệu này dùng để đánh giá tiệm cận hàm, đánh giá phức tạp của thuật toán khi n tăng ra vô cùng. Cái hàm này là hàm rất quan trọng. Cái phần này phần tiếp cận hàm là phần đánh giá cụ thể các cái hàm thời gian tính toán, đánh giá cụ thể là một cái thuật toán là nó là tốt hay không tốt, tối ưu hay là không tối ưu, là chúng ta sử dụng cái này, sử dụng ba khái niệm này để mô tả luôn nhé. Điều tôi cho trước mà cái hàm f với n đi, là sẽ có n là cái hàm thời gian của một thuật toán a cho một cái hàm gn của toán b. Làm nào để biết được g f tốt hay là g tốt thì như này nhé. Thì chúng ta biết như sau, chúng ta sẽ viết là định nghĩa này, thì định nghĩa quan trọng nhé, định nghĩa rất quan trọng. Chúng ta sẽ viết là f n bằng ô lớn của EGN. Cái gì này nhé, nếu khi mà tồn tại một cái hằng số C, một tồn tại cái số N0, một cái chỉ số N0 sao cho như sau, sao cho là như này, sao cho là với mọi N lớn hơn N0 thì FN nhỏ hơn bằng C nhân với GN. Đấy. Thì nếu mà hai hàm F và G thỏa mãn cái điều kiện này này thì người ta nói là F bằng ô lớn GN. Tức là phía thế này thì người ta hiểu là gì? Là tiệm cận hàm của FN nhỏ hơn tiệm cận hàm của GN. Là nhỏ hơn bậc, hay là bậc tiệm cận hàm, nó dùng từ là bậc tiệm cận của f không bằng hay là nhỏ hơn. Em mới thấy là cái chữ ô ấy là ô, nó có phải có dấu chấm ở ở phần giữa không ạ? À? Không, không có. Ô này là ô tròn xoe nhé. Không bằng g. Đấy. Bậc tiệm cận của g là không bằng hay là không vượt quá g thì đúng hơn, không bằng. Xin lỗi, cái này tôi dùng là không không chính xác, đợi một chút. Dùng cái chỗ này không dùng không bằng, mà cái dùng là dùng một từ gì? Chỗ này là dùng cái từ là tiệm cận của g của f là nằm trong là
là cùng bậc là không, là không vượt quá bậc của gn. Với cái định nghĩa này thì nôm na, thì nôm na là cái f có thể nó tăng khi n tăng cũng tăng, nhưng nó không 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 tăng quá so với gn, nó luôn nó nhỏ cái hằng số của gn khi mà n tính đến vô cùng. Đây là hằng số, nhưng c là cái hằng số, c là một cái hằng số đó. Thế là như thế này. Đi ngược lại đối với khái niệm o là khái niệm là omega là như này. Omega thì khi tôi viết là f n bằng omega của gn là ngược lại thôi, là nếu này, nếu nhé, nếu là với tồn tại c sao cho tồn tại c và n không sao cho là với mọi n lớn hơn n không thì f n lớn hơn hoặc bằng c nhân với gn. Thì đây là ngược lại của đổi lại cái dấu này thì kiểu này là omega. Tức là này là f không vượt quá thì đây là g không vượt quá f trở lại. Đấy, thì cái này đó là thật ra là gì, khi mà f mà bằng omega của g thì các bạn có thể thấy cái này hoàn toàn tương đương với là g bằng o lớn của f, chỉ là ngược lại thôi mà. Vì là fn lớn hơn c, gn suy ra là gn nhỏ hơn 1 trên c nhân với fn, cho nên là cái hai cái này là tương đương. Tức là cái o này nó chỉ là cái g nó không vượt quá f, mà không vượt quá f hay là g nhỏ thua f thì người ta biết được là f lớn hơn là omega g, là mô tả cái nhỏ hơn f lớn hơn, tức là mô tả cái phần nhỏ hơn của f. Hiểu không nào? Nhưng mà chúng ta có hai khái niệm rất quan trọng rồi, là khái niệm là o lớn, khi viết là f, fn bằng o của gn thì tôi nói là gì? Tôi nói là f là không lớn của g. Em vừa thấy là cho em xem lại phần điểm định nghĩa. Nghĩa của cái gì? Cả trên nhé. Xem lại. Định nghĩa của bài 1.7 à? Định nghĩa đây gì? Định nghĩa nào? Đây đúng không? Đây, trong đây từ đây. Đấy, nhắc chỗ này này. Có hai cái khái niệm là o lớn và omega. O và omega ngược nhau nhé. O tức là gì? Tức là nếu mà khi n ra vô cùng mà f nó nhỏ hơn g nhân với một hằng số nào đó bất kỳ thì người ta gọi nó là f là o lớn của g. Đây, chỗ này này. Chỗ này nhé, đây này, chỗ này đây. Đấy. Chỗ này này, đấy. Tức là khi mô tả là f không có cái độ tăng ấy, không quá g. Ta hiểu cái hiểu nôm na chỗ này là f tăng không quá g. Thì khi chúng ta cần làm các cái bài tập cần tính toán, cần làm với những cái thuật toán tính thời gian thuật toán ấy, khi tăng lên vô cùng thì thời gian rất quan trọng. Thì người ta quan tâm cái độ tăng của cái hàm fn, của hàm tn đấy. Nên là hàm tn mà tăng rất nhanh thì chứng tỏ là nó lại rất kém, mà tăng chậm thì là tốt. Vấn đề là gì? Tìm được cái bài toán mà thuật toán tốt, tức là tìm được cái thuật toán mà thời gian tăng nó chậm, được chưa? Tăng chậm đấy. Thế mà chúng ta có hai khái niệm nhé, ngược của nhau là chúng ta có hai khái niệm là o và omega, được chưa? Bây giờ tôi sẽ định nghĩa luôn khái niệm tiếp theo thứ ba là khái niệm là theta, là như thế này. Nếu mà ta có hai hàm f và g, nếu fn bằng o lớn của g mà ngược lại g cũng bằng o lớn của f, tức là f tăng không vượt, f tăng khi mà fn khi n bao giờ cùng tăng lên không vượt quá g và ngược lại g cũng không vượt quá o, không vượt quá f, thì chỗ này thì suy ra ta định nghĩa là f bằng, được chưa? Khi mô tả cái delta này thì hiểu cái hiểu là mà ta có hiểu nó mang là hai hàm này là
tăng là tương đương nhau khi mà s mà bằng omega theta theta g thì ta nói là gì? Ta nói là s tăng tương đương g, được chưa? Vậy thì o này cái em như vậy tôi sẽ ra nhé, vì bằng thằng nào đó nhé, khi mô tả cái tiệm cận của hàm, khi mà hàm tăng theo cùng ấy thì cái o này ta hiểu nghĩa là nó nhỏ hơn cái omega này ta hiểu là gì, cái omega ta hiểu là nó lớn hơn, còn cái theta này ta hiểu là nó bằng xấp xỉ, ta hiểu là như vậy nhé, nó dễ hiểu. Tức là đối với khi tính hàm thời gian, người ta không tính chi li chặt chẽ đâu, mà người ta tính cái độ tiệm cận của nó. Người ta cần quan sát là cái hàm đó khi ra được ra vô cùng thì như thế nào. Cho nên là khi mà chúng ta làm việc với cái tiệm cận hàm ấy, khi ta làm việc với các thuật toán ấy, cho trước một thuật toán nhé, p nào đó, cho sẽ tính từ cái tn thời gian. Một điều quan trọng nhất là cái t này, khi n tăng vô cùng nó tăng như thế nào, là so sánh nó với các số khác nhé. Đấy. Thì bây giờ tôi nói luôn rất quan trọng này. Thì khi mà so sánh ấy, thì so sánh như thế nào? Đây, tôi quay lại cái thuật toán sắp xếp chèn. Được chưa? Đây, tn của thuật chèn nhé. Trường hợp tốt nhất nó là 2n trừ 2. Là nhớ lại tí nhé. Trường hợp mà trung bình nó là bao nhiêu nhỉ? Ai đọc cho tôi với? 2n bình phương thì bao nhiêu nhỉ? 2n bình phương như là trừ 3 phần 2n trừ 2 sao nhỉ? Như là thế này. Còn trường hợp xấu nhất nhé, nó là 2n trừ 2. Nhớ lại, tôi sẽ lại một chút ở trên này nhé, xem là nó như thế nào. Trung bình là 2n bình phương trừ 1 phần 2n trừ 3 phần 2 ạ. Trừ 1 phần 2 hả? Vâng ạ. Đây. Để các bạn thấy là bây giờ nó không quan trọng nữa, thế là cái này phần 2 ấy, bao nhiêu không quan trọng nữa. Rồi, được chưa? Trừ đi 3 phần 2 ạ. Gì cơ? Cái này 3 phần 2 ạ. Đây 3 phần 2 ạ. Trừ 3 phần 2n trừ đi 3 phần 2. Vâng ạ. 3 phần 2. Như vậy là 2 là bình phương trừ 1 phần 2n đúng không? Vâng ạ. 3 phần 2. Rồi. Được chưa? Thế bây giờ tôi sẽ làm như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Tôi sẽ, bây giờ trường hợp tốt nhất là 2 là trừ 2. Thì tôi sẽ viết là trường hợp tốt nhất. Tôi sẽ chứng minh được rằng khi đó thì cái tn của tôi này, khi tn nó sẽ bằng là ô lớn của n. Có chứng minh được không? Đây. Ta có chứng minh này, ta chứng minh nhé. Ta có này, tn này bằng 2n trừ 2. Đúng không? Thế thì gọi là với mọi n nó sẽ nhỏ hơn là 2n đúng không? 2n chính là một hằng số 2 nhân với hàm n gì nữa. Thì đây đâu có cho là c này. Cái đóng vai trò là gì, là g này. Thì có phải là làm hàm này là chính là ô lớn của g không? Chính là ô n đúng không nào? Đấy, như vậy là gì, là với trường tốt nhất của thuật toán sắp xếp chèn thì thời gian chạy của nó là ô lớn của n. Mọi người đã hiểu chưa? Bạn đã hiểu chưa? Bây giờ trường hợp là trung bình, chúng ta sẽ chứng minh được ngay là tn nó sẽ là bằng ô lớn của n bình phương. Có chứng minh được không? Ô lớn của n bình phương, đây này, cái này này. Đây tôi chưa cho các bạn xem nhé. Vì sao đây mà cái này? Dù định nghĩa thôi. Tn là sẽ bằng này, bằng 2n bình phương này trừ đi 1 trên n này trừ đi 3 phần 2 đúng không? Thì cái 2n nó số âm rồi. Thì n sẽ nhỏ hơn là 2n bình phương gì nữa. Đúng không nào? 2n bình phương chỉ bằng là 2 nhân với n bình phương. Thì cái 2 nó có trò là một hằng số là c đây này. Còn n bình phương chính là cái hàm g, vậy suy ra là nó chính bằng là ô và n bình phương, anh con nào. Đấy. À, trường hợp tốt nhất nhé, trường hợp xấu nhất này, chứng minh tương tự chúng ta thấy ngay là thời gian chạy của cái hàm này, của toán này là chính bằng là ô n bình phương
Thì nó là gì? Của nó là vì của nó ta biết rồi là tên là của nó thì biết rồi tên là của nó là bằng 2 n bình phương trừ 2. Cái này rõ ràng là nhỏ hơn 2 n bình phương gì đấy. Cái này chính là bằng là 2 nhân với n bình phương đúng không nào? Thì cái 2 này đóng vai trò là c, n đóng vai trò là g, thì nó có phải là tên là luôn luôn nhỏ hơn c nhân với g không? Thì nó chính bằng g chính bằng n bình phương đây. Đấy. Đấy, như vậy là đối với thuật toán xếp chèn chúng ta chứng minh được như sau. Chúng ta chứng minh được rằng là trường hợp tốt nhất thì tn thời gian chạy của cái thuật toán này là bằng là on. Có trường hợp trung bình và xấu nhất và trung bình thì tn của nó này. Tn bằng O n bình phương. Tức là gì? Trường hợp xấu nhất thì thời gian chạy của thuật toán này sẽ là tương đương với là n. À, tức là sấp nhỏ không vượt quá n. Còn trường hợp mà là trường trung bình nhất thì nó không vượt quá n bình phương. Và giữa hai cái này là có thể nó khác hẳn nhau. Để nhìn vào đây nhìn lại vào đây nhé. Này. Tốt nhất là cái này. Còn hai cái này là nó như nhau. Bây giờ tôi chứng minh rồi mà con học chứ không phải tôi chứng minh, không phải tôi làm mà đại khái này mà con học luôn. Đó, thấy không nào? Đây này chỗ này. Đấy. Được rồi. Thì khi mà làm cái bài toán mà so sánh để mà tính toán cái thời gian chạy thì người ta thường làm như sau. Thì người ta sẽ thông thường ấy, người ta sẽ so sánh cái tn của thuật toán so sánh với các lớp tiệm cận sau đây. Các lớp tiệm cận rất quan trọng sau đây và người ta thường tiệm cận sau. Thế là chú ý nhé, điều mà tôi bắt đầu định nghĩa các lớp tiệm cận này nhé. Trường thứ nhất người ta khi là on mà tôi vừa nói đây, trường là đối với thuật toán là trường tốt nhất của cái sắp chèn đây. Thì cái đây là cái lớp hàm mà nó tương đương với nhỏ hơn n thì người ta gọi cái này là tiệm cận tuyến tính nha. Yeah, chúng ta nhé, tuyến tính mà thuật toán bằng on thì người ta gọi là thuật toán có độ thuật toán tuyến tính hay là có thời gian chạy tuyến tính. Các bạn chú ý nhé, trường hợp mà nó mà thuật toán chạy và với thời gian là bằng hằng số thì đặc hiệu trên này, đặc hiệu đây là 1, là hằng số, đây là hằng số. Hay là thời gian chạy là hữu hạn, không bao giờ n tăng vô cùng nó vẫn hữu hạn thì đặc hiệu là 0,1, là O của 1, là cái hàm g là hàm 1, nhưng trường này là trường là hằng số. Còn on là tuyến tính, ví dụ như là cái trường hợp thứ nhất của bài toán sắp xếp chèn. Còn khi mà O này mà là n bình phương thì người ta gọi nó gọi là lớp người ta gọi cái này là tiệm cận, lớp người ta gọi cái này là tiệm cận bình phương nhé. Yeah. Với tổng quát với O n mũ k là một cái số hữu tỉ bất kỳ thì người ta gọi cái này là tiệm cận. Người ta gọi cái này là tiệm cận đa thức. Thời gian chạy là đa thức. Và nó không vượt quá n mũ k nào đó. K là một hằng số. Được rồi. Thật ra còn một lớp nữa. Đây tôi mới nói ở đây đúng rồi. Tôi biết ở đây nữa. Tôi biết luôn này cho về nhé. Trường hợp nằm giữa 0 và 1 thì có lớp này. Tôi có biết lên này. Log n tức là log cơ số e hay log cơ số 10 của n thì cái này người ta gọi là cái tiệm cận, người ta gọi tiệm cận là logarit. Logarit được chưa? Logarit nhé. Rồi một trường hợp nữa tôi mô tả đây là trường hợp là bằng một cái a mũ n, a là một hằng số thì người ta gọi cái này là tiệm cận lũy thừa.
thừa. Cận lũy thừa. Một cái tiệm cận nữa lớn nữa là N dai thừa. Thì cái này thì con này người ta gọi tiệm cận là tiệm cận dai thừa. Và tên là cao hơn nữa rồi. Được chưa? Đấy. Bây giờ tôi tóm lại, tôi viết lại nhé. Tôi viết lại theo thứ tự từ nhỏ đến lớn này. Để viết lại trên bàn trên. Tôi viết hơi bị lệch một tí. Bàn trên nhé. Thông thường khi mà người ta tính toán thì người ta làm như sau này. Khi mà người ta xét vào những cái lớp tiệm cận thì đầu tiên nhỏ nhất là 0,1. Loại thứ hai là logarit. Logarit chạy khá nhanh. Tiếp theo nữa là ô của tuyến kính. Mọi tuyến kính là rất là tôi liệt kê ra thật sự là tốt nhất nhé. N là rất tốt rồi, cho nên là cái thuật toán ở trường này là rất tốt này, đó nhé. Tuyến kính, cái này là logarit, cái này là tuyến kính. Thì ở giữa sau bình phương có một cái nữa là n log n, tức là n nhân với log n thì nó là nửa chừng. Nó nằm ở giữa n và n bình phương. N bình phương. Đấy. Thì cái này nó là bậc 2 hay là bình phương, tiệm cận bình phương hay là thời gian bình phương. Thì thời gian là n bằng 2 thì nó sẽ mình mũ 2 thì nó sẽ n mũ 3, n mũ 4, n mũ 5 vân vân, bất kỳ thì tổng quát hơn nó có là n mũ k. Thì cái này người ta gọi là tiệm cận. Em mới thấy là n cái ô mà có số thứ, mà cái dòng thứ tư là cái gì đấy à? N logarit của n là cái n nhân log n thì cái này nó gọi là nó không gọi gì cả, nó gọi là n nhân log n thôi nhé. Cái này này cái tiệm cận này này, đây là đa thức này, đây là bình phương này. Thế bình phương là nó có, còn ngoài ra bình phương nó có là n mũ 3, n mũ 4, n mũ 5, n mũ k bất kỳ thì đều gọi là đa thức. Cái này nó gọi là tuyến kính này, tuyến kính này. Cái này là nó gọi là logarit này. Vâng, em có thể là cái tiệm cận đa thức có khác so với tiệm cận lũy thừa không ạ? Khác hẳn luôn chứ. Ô đây nhé, ô a mũ n, cái này là lũy thừa. Là lũy thừa. Thừa. Còn cao hơn nữa là ví dụ như là có thể nhiều hơn nữa, ví dụ là n dai thừa. Nhé. Đấy. Đây là cái tiệm cận dai thừa. Được chưa? Đó. Thì như vậy là khi người ta tính toán cái độ phức tạp thời gian ấy, thì bây giờ người ta cũng cho n ra cùng, người ta cũng suy về những cái này. Thế đây là đây cái con người ta gọi cái này là các lớp tiệm cận chuẩn. Lớp tiệm cận chuẩn, và người ta luôn so vào cái này hết. Như vậy là bây giờ tôi tính ra là 3n bình phương, 5n bình phương thì cũng là n bình phương. Bạn có hiểu không nào? Đấy, thì lên ra cái này nhé. Thì trong tất cả những cái này thì các bạn chú ý, trong tất cả cái đoạn này thì người ta chỉ quan tâm đến cái chỗ cái đa thức thôi. Đấy. Thì toàn bộ các thuật toán mà có cái độ phức tạp mà bằng đa thức trở xuống ấy, thì người ta gọi cái này là cái thuật toán nhanh. Thuật toán tốt. Còn dưới này thì là không tốt. Thì với thuật toán mà lũy thừa và dai thừa và lớn hơn nữa thì nó rất là chậm, và người ta coi đó là không tốt. Có trên này mới là tốt thôi. Nhưng bạn chú ý nhé, như vậy người ta luôn so sánh để tìm ra các cái thời gian cho thuật toán là như vậy. Các bạn đã hiểu chưa? Chỗ này là chỗ tôi nói hay, mà rất là hay của thuật toán đấy nhé. Thế thì tôi và cùng nhau chúng ta làm một vài bài toán nhé. Ví dụ khi tôi tính là tn tổng quát này, tính là tn và tính bằng là đa thức bằng a mũ k n mũ k cộng với an trừ một, an mũ k trừ một
NK trừ 1 bằng đa thức của N. Cộng với A0 thì chúng ta có thể dễ dàng chứng minh là TN sẽ bằng là ô của N một K. Được chưa? Các bạn chú ý nhé. Chú ý một vài cái điều liên quan đến cái như vậy là với cái phương phận này thì chúng ta chú ý đi, tôi cho các bạn xem cái một cái hình ảnh vì sao người ta lại phân loại như thế này. Để chúng ta để tôi tìm trên mạng máy tính của tôi từng lưu lại rồi tôi tìm lại cái hình ảnh thì một dạng rất là hay cái đó. Tôi không nhớ là ở cái lần nào ở cái bài toán nào. Bài 1. Như tôi để ở đây. Cho các bạn xem lại một tí nhé. Ở đây rồi. Chúng ta có nhìn rõ không? Ở đây nhé. Ở đây là tôi mô tả cái người ta làm cái bảng tính đơn giản thôi. Cái đây là cái thời gian để mà với này đầu vào đây. Thì là chạy một thuật toán. Thuật toán ở cái mức là đây, ở cái mức là độ phức tạp là log n hoặc là n hoặc n log n, n bình phương 2 mũ n và n n giải thừa nhé. Ở đây là mu sc là một nano giây. Cái này là một nano giây nhé. Thì với nhiều người thì với độ phức tạp là log n thì tính ra là 0,003 nano giây, rất là nhỏ. N giây thừa là tính là 3 phút nhé, bạn chú ý nhé. Với n bằng 20, trường này là 0,004 nano giây, trường này là n giây thừa là 7,75. Như vậy cái bài toán nào mà có độ phức tạp là n giây thừa thì đầu vào là n bằng 20 có tính mất 7,75 thì mới xong. Bạn có thấy không nào? Như vậy là rất là phức tạp, nhiều càng lên càng phức tạp. Chúng ta chú ý ở đây nhé, đây này. Với n 100 thì với độ phức tạp của toán n bình phương, toán trẻ của chúng ta đấy, toán trẻ của chúng ta thì là mất 10 nano giây. Nhưng mà nếu mà là 2 mũ n thì mất là 4 x 10 mũ 3 5. Thấy không nào? Như vậy là độ phức tạp của nó chỉ tăng lên một bậc thôi là nó vô cùng phức tạp, làm cho thời gian chạy rất là chậm trở lại, rất là khó. Bạn thấy không nào? Chứ người ta quán tìm thuật toán là càng ít thời gian càng tốt, tức là ta quán tìm thuật toán là thời gian đa thức, còn lên lũy thừa như này, lên lũy thừa thì nó cực kỳ nó làm cho nó là không không hiệu quả. Bạn thấy đấy. Như vậy là một cái mà tin học hiện đại đây là như thế nào, là người ta cho có rất nhiều bài toán hiện nay tin học của chúng ta là như thế này. Cái ngành nó gọi ngành là computer science, CS là học máy tính ấy, mà tôi sẽ đi học đưa vào cho trường học phổ thông của chúng ta đấy, học máy tính. Thì một trong những bài toán lõi nhất mà chúng ta sẽ phải học là sẽ cần học không phải chúng ta mà tất cả thế giới, là cho trước một cái bài toán thực tế có rất nhiều bài toán như vậy, và chúng ta cần tìm thuật toán thuật giải sao cho nó đủ tốt, thuật toán cho nó đủ tốt. Mà muốn như vậy chúng ta phải tính được cái TN, và chúng ta xem nó nằm ở cái lớp tiềm cận nào, kiểm tra nó nằm ở cái lớp tiềm cận nào, Đấy. Nó là log n hay là n bình phương hay là n mũ 3. Một thuật toán có thể có một bài toán có thể có rất nhiều thuật toán khác nhau, nhưng bạn chú ý nhé, để các bạn sẽ thấy là ví dụ chúng ta có một thuật toán, chúng ta tìm ra được thuật toán A, tính ra cái thời gian tn của nó bằng n bình phương là cũng tốt rồi,
nhưng mà ta luôn muốn là hạ xuống nữa, tìm cách là cho thấp xuống một tí nữa. Thế là thế nào, ví dụ một thời gian sau một cái người khác tìm ra một toán B cũng của cái bài toán này, và ta tính được là bằng n mũ 1.8 nhỏ hơn một chút so với n bình phương, thì đã làm cái này đã là xuất sắc rồi. Thì giả sử chúng ta có bài toán này mà từ trước ra chúng ta đều là n bình phương cả, nhưng bây giờ không một người nào nó bất ngờ tìm được cái này, thì riêng cái này thôi đủ để bảo vệ một loại tiến sĩ rồi, ví dụ như vậy. Thì các bạn thấy như vậy, cái khoa máy tính là như này, là chúng ta tìm mọi cách để mà ta nghiên cứu thuật toán, ta cải thiện thuật toán làm sao cho nó càng ngày nó càng hạ dần cái thời gian chạy của nó đi, tìm được cách mà phải chứng minh được nó là đúng. Thì nó chính là cái môn học học máy tính mà chúng ta sẽ được đưa vào nhà trường đấy, mà chúng ta học ở đây đấy. Còn cái chuyện thi học sinh giỏi, chuyện nó thi giỏi là một vấn đề khác, chẳng qua chỉ là giải các bài toán thực tế dựa trên các toán cụ thể có sẵn thôi. Mà các bạn biết không, là tôi quan sát ấy, thì trong các kỳ thi học quốc tế gần đây đấy, thì rất nhiều bài toán thi quốc tế hiện nay, nhiều bài toán như vậy là họ lấy những cái thuật toán mới nhất của các nhà khoa học mới phát minh ra, đưa vào luôn cái thi quốc tế cho học sinh làm. Đấy. Lấy ví dụ nhé, một cái bài toán trung bình rất nổi tiếng rồi, từ xưa nay chúng ta đã có cái thuật toán của nó tính được rồi. Ví dụ tính được là n mũ 3, thì có một ông nhà khoa học rất là giỏi, ông tìm ra được một toán mới tinh với bài toán này, cho n còn 2.5 thôi, thì lập tức người ta sẽ đưa cái bài toán này vào trong đề thi tin học sinh quốc tế, sinh sẽ làm thử. Thế là đời tốt không là người thôi. Đấy, cho nên là rất là hay kia. Các bài toán thi học sinh giỏi, nhưng bài toán thi rất là khó là vì vậy. Đây là ở nước ngoài thôi, Việt Nam mình thì ít lắm, ở nước ngoài thôi là rất nhiều bài toán thi tin học quốc tế này, hay thi sinh giỏi là nó lấy từ các công trình khoa học của nhà khoa học vừa mới làm ra xong, mới tính nhìn tỉnh tìm ra một thuật toán mới và nó sẽ đưa vào luôn cái đề thi của chúng ta. Như vậy là cái việc học sinh làm bài nó chỉ làm cái cách làm cái mẹo hay làm cái là gọi là cái trường nghề là để làm thôi, còn cái bản chất của nó vẫn phải tìm thuật toán và chứng minh là nó là đúng. Cho nên tôi rất là muốn là sau này khi Việt Nam mình đưa vào cái môn này, mới đưa vào nhà trường ấy, thì sau này cũng có những cuộc thi không phải chỉ là thi thuật toán theo nghĩa là test đầu vào như hiện nay, mà muốn là học sinh phải chứng minh được cái thuật toán của mình là mới, là hay hơn thuật toán khác đang có ở trên thế giới, ví dụ như vậy. Tức là không chỉ làm không chỉ làm và kiểm tra bằng thông qua cái việc test đầu vào, mà cần phải học để chứng minh được, phải chứng minh được là nó là thuật toán tốt, tìm được TTN và chứng minh được là nó là thuật toán tốt. Rồi, nhưng mà tới đây là chúng ta học tới đây hôm nay chúng ta là kết thúc cái phần cái bài 1. Thì tôi có rất nhiều bài tập khác nhau, nhưng mà tôi hôm nay không kịp. Tôi chỉ biết là tôi gửi cho các bạn sau nhé. Tôi chụp ảnh và tôi sẽ gửi để cho các bạn vào cái trang của các bạn sẽ xem những chụp bài nhóm của chúng ta. Vâng ạ. Ừ, có rất nhiều cái đề bài liên quan đến tính thuật toán thôi nhé. Và chúng ta sẽ làm thử những cái bài toán này nhé. Có khá nhiều đấy, khá nhiều bài tập trong phần này nhé. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Buổi sau chúng ta sẽ sang cái bài số 2. Sau bài số 2 thì bài số 2 mới là bài thực sự cho chúng ta làm toán cụ thể. Còn cái bài 1 là vừa rồi chúng ta học là cái phần gọi là khái niệm thuật toán, là cái phần mà định nghĩa những cái khái niệm cơ bản nhất của thuật toán. Thì buổi sau chúng ta sẽ bắt đầu học sang các thuật toán cụ thể nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Em chào thầy ạ. Em chào thầy.